Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương một, Hoa đào nở quá đáng thương. Hoa đào trong cuộc đời nhan thế ninh ít đến đáng thương, đáng thương đến mức nàng sống qua 18 năm đầu cũng chưa nhìn thấy đóa nào nở rộ. Nghĩ đến nàng cũng không xấu, không khiếm khuyết, đầu óc bình thường, dung mạo cũng thuộc hàng thượng phẩm, nhưng vì sao lại không có đến một người hỏi thăm? Này nguyên nhân chỉ có thể nói là nghiệp chướng. Nhan Thế Ninh là dòng chính nữ của tể tướng đương triều Nhan Chính, nghe qua thật là phong quan vô hạn, nở mày nở mặt, kỳ thực hết sức bi thống, chỉ vì chính thê của Nhan Chính không chỉ có một mình mẹ nàng, vì vậy dòng chính nữ này của nàng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nhan Chính xuất thân bần hàn, 10 năm gian khổ học tập, chỉ có vợ cả dung thì cùng bầu bản, giúp nhau lúc hoạn nạn, phi thường ân ái. Ai ngờ, đợi đến lúc hắn để tên bản vàng, làm quan trên điện, lại bị khang hoa quận chúa liếc mắt nhìn chúng. Một bên là tình cảm sâu nặng, một bên là tiền đồ gấm vóc, nhan chính nhiều lần khó xử, nhiều lần vật lộn, cuối cùng lại muốn giữ lại cả hai, đem hai người cùng làm bình thê. Vốn tưởng rằng kết quả sẽ viên mãn, ai rè đêm tân hôn ngày ấy, dung thị thu thập hành lý trở về quê, sau đó không hề quay trở lại. Cho dù sau đó đã sinh hạ được một nữ nhi. Thời gian sau đó, hơn phân nửa nhan chính ở kinh thành cùng quận chúa, thỉnh thoảng mới về nhà cha mẹ vấn an, cũng không phải hắn không nhớ Nhung thê tử, mà là quận chúa quá cường thế, luôn luôn ngăn cản. Đảo mắt đã qua 10 năm, Dung thị vất vả cực nhọc với công việc nhà đã bị nhiễm phong hàn, thuốc cùng châm cứu cũng không có hiệu quả, cuối cùng cũng xuống hoàng tuyền. Nhan chính sau khi biết được, khóc mãi không dứt, sau đó đưa trưởng nữ đến kinh thành. Một năm kia, Nhan Thế Ninh 16 tuổi, 16 tuổi, vốn là tuổi các bà Mai đã đạp nát bậc thềm cửa, nhưng thân phận hiện tại của nàng xác thực là rất bất tiện, khiến người ta khó xử. Nếu như nói cao quý, nàng cũng là dòng chính nữ của tể tướng, nhân gia bình thường tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Nhưng cao quý này lại nên bàn bạc lại, dù sao nàng đúng là dòng chính nữ, nhưng trong phủ tể tướng còn có một dòng chính nữ A, à, mà phía sau đó lại là quận chúa, là con út của phủ vương gia, thực lực hùng hậu. So sánh với họ, nhàn thế ninh nàng không nơi nương tựa lẻ loi một mình vì vậy những nhà quan to hiền vinh chân chính cũng đều không muốn cưới một người như nàng chỉ đem ánh mắt nhìn đúng một người khác trong tướng phủ theo bọn họ mới là dòng chính nữ trinh thống cứ như vậy nhàn thế ninh dây dưa ở kinh thành hai năm thủy trung vẫn không có người hỏi han lúc rảnh rỗi nhàn thế ninh tổng kết ra hai điểm một quá lứa mà chưa lập gia đình không phải ở trên cao dưới thấp cũng không phải chính là đầu sỏ gây nên. Hai, dạo này, chuyện gì cha cũng nói với nương đứng ở sau, chuyện thành thân cũng không ngoại lệ. Nhưng cho dù bản thân một ngày lại lớn hơn một ngày, thành một bà cô lỡ thì, nhan thế ninh cũng không quá để ý, lúc người khác tỏ vẻ đồng tình với nàng, nàng cũng chỉ cười mà không nói, tiếp tục trưng ra một bộ dạng hiền lương tục đức. Dung thị trước khi Lâm Trung đã nói rằng, kinh thành không giống như tuyên thành, sau khi con đi, không thể mặc sức tùy hứng, khang hoa quận chúa không phải là người dễ chọc, nếu như con làm bậy, nàng nhất định sẽ truy cứu. Con phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vì thế, nhàn thế ninh quả thật bắt đầu thu liễm tính tình, khiêm tốn nhẫn nhịn, chỉ trưng ra bộ dạng hiền lương thục đức khiến người ta vui vẻ. Vừa bắt đầu nàng có chút không quen, có trời mới biết nàng đã từng là người dương nanh múa vuốt cỡ nào, chuyện tục nữ cười không được hé răng linh tinh, thật tình là cùng nàng cũng không có nửa văn tiền quan hệ. Cũng may, giả bộ một chút, cũng thành thói quen. Mà trong hai năm này, có lẽ việc mọi người trong lúc rỗi rãi nói đến nhiều nhất là nhị tiểu thư của tướng phủ, nhưng chỉ cần nói đến nhan thế ninh, không ai không lên tiếng khen ngợi nàng ấy xác thực là xứng với bốn chữ hiền lương thục đức. Đương nhiên, nửa phần sau cũng phải thêm một câu chỉ đáng tiếc, Thủy Trung cũng không thể xuất giá. Đáng tiếc sao? Không cảm thấy có trời biết biết nhan thế ninh cực kỳ hưởng thụ cuộc sống độc thân của mình, nàng thậm chí đã chuẩn bị làm người cô độc cả đời. Nhưng rất dễ nhận thấy, đây là không thể. Này không, rất nhanh đã có người ngại nàng cản trở rồi. Nhan thế ninh phe phẩy quạt nhìn trời, hóa ra, việc thành thân cũng có người cản đường. chương 2, không dối trá huynh sẽ chết sao? Thế ninh, thái tử điện hạ với ý thế tịnh, trong cung truyền lời, dự định trễ nhất qua đầu năm sau sẽ lo liệu hôn sự. Nhàn thế Ninh yên lặng ngồi trong viện, hai cha con ngồi đối diện nhau. Mà sau khi trầm mặc thật lâu, Nhàn chính mới mở miệng nói chuyện, vẻ mặt trước sau như một áy náy cùng phiền não. Hắn đối với đứa con trưởng nữ này, cho tới bây giờ vẫn cảm thấy mình mắc nợ nàng quá nhiều. Nhàn thế Ninh nghe lời này, cúi đầu cười khẽ quả nhiên là vô sự không bước lên tam bảo điện. Đương nhiên, nàng cũng không ngu ngơ cho rằng nhan chính cho nàng biết tin mừng này là vì muốn nghe nàng nói những lời chúc mừng muội muội linh tinh ý tại ngôn ngoại của nhan chính là muội muội con phải thành thân vì muội muội con vì tướng phủ này chỉ sợ trước khi qua năm sau nàng sẽ tìm cho con một gia đình để gả đi thời gian cấp bách khó tránh khỏi sơ suất con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nàng này dĩ nhiên là vị khanh hoa quận chúa kia mà hôm nay hắn đến đây chỉ sợ là cũng bị nàng thúc ép không thể làm gì được. Khang hoa quận chúa, thực lực lại cường thế tới cực điểm A. Tỷ chưa xuất giá, muội làm sao có thể đi trước đây? Không hợp lễ nghĩa A, đều do cha không tốt, bên này, nhàn chính vừa xót xa than thờ lại vừa tự trách mình. Nhàn thế ninh so với hắn càng tự trách mình hơn, là thế ninh không tốt, để cha phải phiền lòng. Lại muốn bắt đầu so tự trách sao? Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Đối với hổ thẹn của cha, nàng đã tập mãi thành thói quen, thậm chí vô cảm rồi. Mà mỗi khi cha bày ra bộ dáng này, nàng liền thích đưa vẻ mặt này ra để ứng phó, vì cái gì chính là để cho lương tâm hắn càng thêm cắn rứt. Quả nhiên, Nhan Chính nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, càng cảm thấy không còn mặt mũi nào mà chống đỡ. Thế Ninh, con có ý chung nhân chưa? Con cứ nói với cha, ta sẽ làm chủ cho con, nhan chính không đành lòng nói. Nhan Thế Ninh nghe lời này, khóe miệng thản nhiên nở nụ cười, sau khi thu lại, lấy một giọng điệu êm dịu nói, trong lòng Thế Ninh cũng không có ai cả, hết thảy đều cho cha mẹ làm chủ. Lời như vậy, phong thái cực tốt, hiếu thuận đến cực điểm. Nhưng trên thực tế, ông sẽ làm chủ cho ta, mặc kệ ông tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Thay vì tốn nhiều lời lãng phí thời gian với ông, chẳng bằng đóng vai một bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện làm ông yêu thương. Bằng không, ta đi nói với thái tử, ông còn có thể không quan tâm đôi mẫu tử kia dành người tới cho ta sao? Đã như vậy, còn có gì để nói? Đến cuối cùng cũng chọn một phu quân gọi là môn đăng hộ đối để gả đi. nhan thế ninh mang theo vẻ mặt xấu xa hưng thu nghĩ, cũng không biết là ai xui xẻo lấy phải ta đây. Nữ nhi không hề bày tỏ thái độ, lời này của nhan chính cũng không nói được nữa, nghĩ nghĩ, Bật đắc sĩ nói, ngày kia trong cung mừng thọ, thái tử tổ chức một buổi tiệc rượu lớn, đến lúc đó rất nhiều người sẽ tham gia, con nhìn kỹ xem, có nhìn chúng ai không thì hãy nói với ta. Nói đến đây lại cảm thấy không ổn, sau khi than một tiếng lại nói, thế ninh, con yên tâm, cha sẽ không để các nàng tùy tiện tìm một người gà con đi, hôn sự của con, con không đồng ý, cha cũng sẽ không đồng ý. Nói xong, thâm sâu nhìn đầu nữ nhi vẫn cúi xuống như cũ, thấy vẫn không có tiếng đáp lại đành buồn bã rời đi. Cảm giác được hắn đã đi xa, nhan thế ninh ngẩng đầu, khóe miệng thoáng hiện nụ cười chế giễu. Nếu như ta thực sự nhìn chúng một người cao không thể với tới, chẳng lẽ ông còn có thể bỏ qua thể diện nhà mình đến trước cầu xin hoàng thượng sao? Cha nghiêm nghị cương trực của ta ơi, chuyện làm không được, vì sao cứ muốn nói trước chuyện đã xong xuôi như vậy a? À? Lời nói dễ nghe thế, lúc ấy người ta nghe được thì rất cảm động, nhưng đợi đến ngày ngươi nuốt lời, tư vị bực bội này bảo người ta tiếp nhận như thế nào đây? Giống như năm đó ông luôn miệng nói với mẹ ta, cuộc đời này có một mình nàng là đủ rồi. Nhưng quay đầu, vì tiền đồ quý báu của ông, ông lại phản bội lời thề, cưới người khác. Chấm. Sáng sớm ngày thứ ba, nhan thế ninh đang rửa mặt trải đầu, cánh cửa đã bị đẩy ra. Mà trong không khí, lập tức truyền đến một cỗ hương vị ngọt ngào, nhan thế ninh không cần đoán, đã biết muội muội nhan thế tịnh đến đây. Nhan Thế Tịnh nhỏ hơn nàng 2 tuổi, hiện nay 16 tuổi. Khách quan mà nói, Nhan Thế Ninh cho rằng muội muội nàng là một mỹ nhân hiếm thấy. Làn da trắng trắng mềm tinh khiết, vô cùng mịn màng, vai hẹp eo nhỏ nhắn, chân thon dài dáng chuẩn, mặc bất kỳ xiêm áo gì cũng đều thích hợp, và lại, nàng là một người biết trang điểm, vì thế lúc nào cũng mang vẻ đẹp vinh quang trói lọi. Lần đầu Nhan Thế Ninh gặp nàng, đã nghĩ, đây đại khai chính là cái gọi là quốc sắc thiên hương đi mà sự thật chứng minh một người quốc sắc như vậy đã dự đoán được tương lai sắc đẹp đó không phải quốc vương không thể hưởng thụ mà đương kim thánh thượng tuổi tác đã cao không thể hưởng cái hạnh phúc này như vậy liền đưa ánh mắt nhắm ngay thái tử kế vị nhàn thế ninh không thể không bội phục chiêu thức tính toán ấy phải rất phi phàm thái tử điện hạ cưới dòng chính nữ của tướng phủ thế lực của thái tử càng thêm vững chắc dòng chính nữ của tướng phủ gà cho thái tử điện hạ tiền đồ của tế tướng càng thêm rộng lớn, cục diện hai bên, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Chỉ tiếc, nhan thế ninh nàng lại trở thành đá chắn đường mất rồi. Nghĩ đến việc này, nhan thế ninh bất đắc dĩ cười cười. Mà lúc này, nhan thế tịnh đã đi đến cạnh. tỷ nhanh một chút được không, ta đã chờ ngươi nửa ngày rồi. Nhan thế ninh quay đầu, nhìn nàng cao mày, cầm hất lên, một bộ dạng cao cao tại thượng, mỉm cười, muội muội vất vả rồi. Nhàn thế tịnh nghe cách xưng hô này, bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường có trời mới biết nàng đã hy vọng không có tỷ tỷ này biết bao nhiêu, như vậy hiện tại nàng đã có thể là thái tử phi rồi. Nhìn nhan thế tịnh mặc một bộ quần áo hải đường đỏ, nhan thế ninh không chút do so dự cầm lên một chiếc váy vào cua màu xanh liền muốn mặc vào lá xanh phối với hoa hồng, người xem, ta thật là tự nhiên. Nhan thế tịnh thấy thế ngăn lại nói, tỷ sẽ mặc bộ này sao, khó coi chết đi được, cũng không sợ bị bẽ mặt à nói xong từ trong tay nha hoàn bên cạnh lấy một bọc kín đưa cho nàng nói tìm mặc cái này đi còn mới ta sợ bị lớn cũng chưa từng mặc qua nhàn thế ninh tiếp nhận mỉm cười cảm ơn muội muội nhàn thế tịnh hừ một tiếng rời đi nếu không phải hy vọng hôm nay nàng có thể được người ta nhìn chúng thuận lợi gà đi nàng mới không bỏ ra một bộ xiêm áo tốt như vậy đâu yến hội trong cung cơ bản là giống nhau nhàn thế ninh cũng đã tham gia vài lần rất tâm đắc lĩnh hội tiệc rượu khi đó các bậc trưởng bối đều ở đây vì thế mọi người theo khuôn phép dùng bữa uống rượu ngay nhặt xem múa cộng thêm vài vị nam nữ chưa lập gia đình có gan lớn liếc mắt đưa tình Yến tiệc hoàn tất trưởng bối đi mất các tiểu thanh niên dạo chơi trong vườn sau đó top năm top ba chụm lại một chỗ ở ngoài mặt thì xem là chính đại quang minh tư văn hữu lễ ngay thẳng trong sáng có lịch sự kỳ thực tất cả đều nói những lời ve vãn tán tình nếu như thấy không có người, sờ tay cũng có, hôn môi cũng có, nhan Thế Ninh đã từng trông thấy nhiều lần. Mà hiện tại, đã là thời điểm các tiểu thanh niên giao lưu. Nhan Thế Ninh phe phẩy cây quạt, ngồi trên giàn hoa, nhìn từng đôi từng đôi, híp mắt cười có trời mới biết nàng thích nhất là lúc này, nhìn cảnh tượng chàng chàng tiếp tiếp, thật sự là thú vị chết người. Nhan Thế Tịnh thấy thế, lại rất bất mãn, hung hăng cấu nàng một cái nói, "Này, tỷ đừng ngồi như vậy a." À thấy thích thì mau mau đi đi a, à, ghét nhất bộ dạng giả vờ đoan trang này của tỷ. Nhàn thế ninh bị đau, thở nhẹ ra tiếng vị chủ nhân này không có việc gì liền thích cấu véo người khác. Nhàn thế tịnh vốn đang định giáo huấn một chút, ánh mắt liếc thấy một người đi qua, cũng bất chấp mọi thứ, nói một câu, tỷ đã quên mục đích hôm nay tới đây. Sau đó liền nâng váy đi theo. Nhàn thế ninh nhìn người nọ đi qua, hé miệng nở nụ cười, xem ra trong vườn lại xuất hiện thêm một đôi rồi. Nhàn Thế Ninh sẽ không khờ giải cho rằng cây đào đã chết 18 năm nay của nàng hôm nay lại có thể nở rộ, cứ xem tất cả mọi người trong vườn coi thường sự tồn tại của nàng thì biết. Có thể tham gia cung yến không người nào không nhắm cho mình vài người, đối với chuyện của nàng mọi người cũng đã sớm biết quá rõ, bởi vậy không ai muốn lãng phí thời gian trên người nàng. Mà nàng, tốt xấu gì cũng sắm vai một Mỹ danh hiền lương thục đức, tất nhiên sẽ không chủ động tiến lên. Sau đó, từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu, một mình chậm rãi uống, tự mình thoải mái vui vẻ đi. Nhìn đông nhìn tây, tầm mắt của nàng dừng trên người một nam từ cách đó không xa. Nhất thời, trên mặt Thủy Trung vẫn duy trì vẻ cẩn trọng tươi cười dần dần biến mất mẹ kiếp. Thằng nhãi này, nghĩ nghĩ, vội đứng dậy bỏ đi, đối với người này, vẫn là nên tránh xa đi, nếu như vì hắn mà hỏng việc lớn, vậy xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi nhưng mà thằng nhãi này không phải đi Nam Cương sao, thế nào mà đột nhiên đã trở về rồi. Mà bên kia, Bùi Cần nhìn một bóng dáng quen thuộc vội vàng rời đi, suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Nhàn thế ninh một đường bước xuyên qua những cây hoa liễu, bước chân rất nhanh, bên cạnh có người thấy không khỏi nghi hoặc nàng không phải là vẫn luôn rất thục nữ sao, thế nào bỗng nhiên lại vội vàng như vậy. Thật là hoàn toàn mất hết phong độ. Cũng không biết đi bao lâu, thấy chỗ núi giả rậm rạp cực kỳ bí mật, nhan thế Ninh liền ngừng lại. Có lẽ một nơi vắng vẻ thế này sẽ không có người tới. Nàng chọn một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà lúc này từ sau núi giả truyền đến tiếng rên nhẹ. A a, à, chàng nhẹ một chút. Ta nhớ nàng muốn chết. Chàng a, à, đừng làm bẩn váy ta. nghiêng đầu nhìn, xuyên qua khe hở của núi giả, mơ hồ thấy tay một người trống trên núi đá, mà người còn lại đang đỡ eo nàng ra vào. Nhàn thế ninh vừa thấy, đỏ mặt tía tai. Mà đợi lúc nàng kia quay đầu lại quấn quýt hôn nam tử kia, nàng càng kinh ngạc hơn. Bởi vì nàng kia chính là muội muội nàng, nhan thế tịnh. Vậy nam tử này, hiển nhiên là thái tử điện hạ rồi. Nhan thế ninh hít sâu một hơi, sau khi nghĩ đến cái gì, nở nụ cười chẳng trách đôi mấu tử này lại mang một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, thì ra là thế. Nâng váy nhanh chóng bỏ đi, nhan thế ninh nhìn trời xanh mây trắng, phe phẩy cây quạt, cuộc sống tốt đẹp như vậy, ta lại đi nghe lén, không được, không được. Mà ngay lúc nàng muốn chuyển sang hướng khác, lại không nhìn kỹ, đụng phải một người. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy một bộ mặt tràn đầy ý cười kia, nhan thế ninh thiếu chút nữa muốn mở miệng. Bồi cần thấy thế, vội vàng che miệng của nàng, sau đó nhanh chóng kéo nàng rời đi. Huynh buông tay ra, thấy đã đi thật xa, thằng nhãi này vẫn còn bụng miệng nàng, nhan thế ninh vội hất ra, cả giận nói bùi cần nhìn bộ dạng của nàng nhịn không được nở nụ cười ta đã nói đại tiểu thư của nhan gia làm sao có thể là kiểu mẫu hiền lương thục đức trong ấn tượng đây chính là tiểu sư tử giang nhọn móng sắc a à? a à, không phải hiện tại phải là lão sư tử rồi nhan thế ninh nhìn về mặt trêu tức của hắn nhịn xuống kích động muốn đánh người nhưng cô cũng thật có nhã hứng cư nhiên lại đi nghe lén chẳng lẽ tịch mịch khó nhịn rồi hả Bùi Cần vẫn cười như gió xuân. Ánh mắt nhan thế ninh như đau, nhớ lại năm đó hắn thường lấy nàng mua vui, lại thu hồi giận dữ, đưa ra một bộ dáng tươi cười, cửu vương ra nói đúng. Bùi Cần, con thứ chín của Thánh Thượng, năm nay 24, xưa nay luôn ôn hòa khiêm nhường, người đời gọi là cửu hiền vương. Nhưng nhan thế ninh biết rõ, bốn chữ ôn hòa khiêm nhường thật sự cùng thằng nhãi này không có nửa văn tiền quan hệ. Đây chính là mặt ngoài ôn văn nho nhã, bên trong đê tiện vô sỉ, thiên hạ đệ nhất dối trá mặt người giả thu A. Đúng lúc này, hai người sau núi giả xong việc, vì để tránh nghi ngờ, thái tử đi ra trước. Nhìn thấy hai người đứng ở chỗ không xa, trong lòng thái tử rơi lục bộp. Bùi cần đã sớm thu hồi vẻ vô sỉ, mang lên vẻ ôn hòa, thập đệ sao lại ở đây. Thật là khéo. Nhàn thế ninh thầm mắng, thật xảo quyệt. Thái tử nghe vậy biết bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. a à, đệ vừa từ thụy khánh cung tới đây, sao các huynh cũng ở đây? hai người các huynh đây là ta đang muốn đi thụy khánh cung, không khéo gặp nhan cô nương muốn đi cùng nhau, liền tán gẫu chút thi từ. nhan cô nương quả nhiên là tài mạo song toàn. nói xong, bùi cần đưa ánh mắt tán dương về phía nhan thế ninh. miệng nhan thế ninh bị rút gân, cười khan nói cử vương gia mới là tài hoa hơn người. trời à! không rồi cha huynh sẽ chết sao. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 3, trèo tường trước ngày thành thân. Nhìn thái tử rời đi, nhan thế ninh cũng không muốn quan tâm tới người kia nữa, bước nhanh tới chỗ náo nhiệt. Bùi cần nhìn dáng người thướt tha của nàng, suy nghĩ lại nảy nở hơn lúc nhỏ rồi. Đệ đang nhìn cái gì vậy? Bùi cần đang nhìn đến xuất thần, chợt nghe một giọng nói lạnh lùng phía sau, trong bụng nhảy dựng, quay đầu lại thấy thất hoàng tử bùi trương, lạnh nhạt thi lễ, mỉm cười nói, hóa ra là thất ca. Đệ đang nhìn khu vườn, huynh xem mỹ nhân rực rỡ như mây, quả nhiên là tiên cảnh của nhân gian. Bất qua đều là dung chi tục phấn những người dung mạo tầm thường. Thất hoàng tử chê bai không chút khách khí. Bùi cần mỉm cười không nói. Bùi trương nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên người nhan thế ninh trước mặt, để có biết chuyện thập đệ và nhan ra nhị tiểu thư không đệ mới từ Nam Cương trở về, còn chưa biết xảy ra chuyện gì đâu. Không bằng thất ca nói nghe một chút xem, vẻ mặt bùi cần tò mò. Bùi trương híp híp mắt, nói chấm nhất là đầu năm sau, đệ sẽ được uống rượu mừng của bọn họ. Thật không, vậy thật sự là việc vui à. Bùi trương nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, chỉ cảm thấy ngứa mắt, thâm trầm nói là việc vui, đến lúc đó thái tử được nhan chính giúp đỡ, chỉ sợ sẽ càng kê cao gối ngủ không cần lo âu. Bùi Cẩn ung dung trả lời, nhàn tướng quân người như danh, rất chính trực a, à, cho dù là ai, có lẽ ông ta đều có thể tận tâm tận lực. Bùi Trương thấy hắn nói chuyện một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, ánh mắt không khỏi tối đen lại. Chuyện hắn muốn đoạt vị trí thái tử chỉ sợ mọi người ai cũng biết, hắn cũng luôn muốn lôi kéo vị cửu đệ này, nhưng hai năm trước chỉ thử nói một câu thăm dò, hắn liền chủ động xin ý chỉ đi Nam Cương dẹp quân phản loạn, vừa đi đã biết, hiện tại thăm dò lần nữa hắn lại vô tư nhìn không ra có ý tứ gì. Bùi Trương rất muốn dứt khoát đâm chọc buộc hắn phải bày tỏ thái độ, nhưng suy nghĩ thời cơ vẫn chưa chín mùi liền quyết định coi như không có gì. Hắn rời tầm mắt lên người nhan thế ninh đang chơi đùa với đứa nhỏ bên cạnh, sau một lúc lâu nói, nhan thế tĩnh muốn xuất giá, nhưng nàng còn có một trường tỷ chưa lấy chồng, đã nhiều ngày nay tướng phủ luôn vì chuyện này mà phiền não. Bùi cần nghe hắn nhắc đến nhan thế ninh, lòng ngẩn ra, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất thường, thấy bùi trương mấp mấy môi muốn mở miệng, cũng bất chấp mọi thứ, vội hỏi, thật sao, nói tới để cũng quen biết với nhan gia đại tiểu thư, vừa rồi còn hàn huyên vài câu, cảm thấy rất vui. Thất ca, huynh nói để cưới nàng thì thế nào? Bùi cần nói xong, khẽ cười nhìn bùi trương, nếu như hắn không đoán sai, vị thất ca này của hắn cũng có ý định bắt lấy nhan thế ninh. Vậy cũng không được, vị thất ca này của hắn là người lãnh huyết vô tình, chính phi tiểu thiếp nhiều vô kể, nhưng phần nhiều chỉ vì lợi ích. Bùi cần hiểu rõ hắn, đương nhiên đoán không sai. Thái tử cưới nhan ra nhị tiểu thư, vì không để cho nhan chính nghiêng về một bên, bùi trương đang muốn cầu thân với nhan chính, cưới nhan ra đại tiểu thư, lập làm chắc phi. Mà vừa nãy hắn đang chuẩn bị nói về việc này, lại không ngờ bùi tuần lại mở miệng trước. Bùi trương nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn, không khỏi nhíu mày mở miệng cũng quá khéo đi đây là nhìn thấu tâm tư của hắn cố tình xuống tay thật nhanh sao vì sao chứ thật sự nhìn chúng nhan thế ninh hay là cố ý đối nghịch với hắn bùi trương suy nghĩ cuối cùng cười nói nàng mang mỹ danh hiền lương tục đức rất xứng đôi với đệ vì một nữ nhân mà tranh với hắn không đáng chẳng bằng tác thành cho hắn chỉ là cửu đệ nên nhớ nợ ta một ân tình a à. nói xong thu tay áo rời đi Bùi cần nhìn bóng lưng hắn đi xa, hé miệng nở nụ cười, xoay đầu nhìn ra chỗ nhan thế ninh, tiểu sư tử, ta giúp cô một ân tình lớn như vậy, cô nói cô nên cảm ơn ta như thế nào đây? Xế chiều hôm đó, bùi cần liền đề cập việc này với lão hoàng đế. Từ trước đến nay lão hoàng đế không quá quan tâm đến nhi tử này, nghe hắn nói xong, nghĩ đến cũng chẳng có gì không ổn, liền đồng ý. Vì thế sáng sớm hôm sau, bùi cần tới phủ thừa tướng cầu hôn. Vốn là ngày hôm qua Nhan Thế Ninh tham gia cung yến trở về cũng chẳng có gì vui mừng, phu phụ Nhan chính một người lắc đầu phiền não, một người nhíu mày bực bội, nào ngờ lại thấy Cửu Hiền Vương tới cửa cầu hôn, thực sự là kinh hãi nửa ngày cũng không nói thành lời. Theo như ý nghĩ của bọn họ, cuối cùng gì Nhan Thế Ninh cũng phải gả đi, nhưng không ngờ là trèo cao như vậy. Mà đối tượng trên cao này, lại là một vẻ mặt nghiêm túc, lời nói càng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc nàng vô hạn khang hoa quận chúa không khỏi suy nghĩ có phải vị cửu hiền vương này lầm đối tượng rồi không mà khi nhan thế ninh nghe nói thằng nhãi này đến cửa cầu hôn không hề có lịch sử phun ra một miệng trà nàng mở to hai mắt nhìn nhan chính vẻ mặt không thể tin được khi đó hai cha con bọn họ lại mặt đối mặt ngồi trong ninh tâm viện thế ninh cửu hiền vương thân phận cao quý mặc dù yếu thế vẫn là hoàng tử hơn nữa vài năm nay ta theo dõi hắn không hề có dạ tâm, cũng không có ý tham gia vào trận tranh đấu của hai huynh đệ kia, còn đi theo hắn có thể sống an ổn. Nhàn chính sâu xa nói, nói xong lại khẽ thở dài. Kỳ thực hắn cũng không muốn bị cuốn vào cuộc phân tranh ngôi vị hoàng đế, thế nhưng vì khang hoa quận chúa can thiệp, bất giác hắn đã bị cuốn vào. Mà kết quả của việc tranh giành ngôi vua cho tới bây giờ vẫn là người sống ta chết, hiện nay tuy rằng thế lực của thái tử có mạnh hơn một chút, nhưng thất vương gia cũng không thể khinh thường, Ai biết cuối cùng sẽ thế nào chứ? Hiện tại hắn đã không thể thoát thân, việc có thể làm chỉ là bảo vệ tốt nữ nhi mà hắn đã mắc nợ từ lâu. Nếu nàng có thể gả cho Cửu Hiền Vương, vậy thật sự là không còn gì tốt hơn rồi. Đến lúc đó mặc kệ ai thắng, nàng đều sẽ bình yên vô sự. Lúc này Nhan Thế Ninh từ trong khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, nghe lời nói của hắn hiển nhiên cũng hiểu rõ khổ tâm của hắn, nhưng nàng cũng chưa nói gì chỉ cúi đầu bày ra bộ dáng bình tĩnh lắng nghe, sau đó ở trong lòng tính toán thật nhanh. Về việc thất hoàng tử và thái tử tranh giành ngôi vị hoàng đế nàng cũng có nghe qua. Lão hoàng đế sinh được 10 nam ba nữ, hiện nay chỉ còn bốn vị hoàng tử và một vị công chúa, còn lại tất cả đều chết hiểu. Bốn vị hoàng tử, một người là thất hoàng tử Bùi Trương, một quý phi sinh ra, một người là cửu hoàng tử Bùi Cẩn, do cung nữ sinh ra, một người là thập hoàng tử cũng là thái tử Bùi Lâm, hoàng hậu sinh ra, còn một người thứ 13 Bùi Mân, gần 3 tuổi, mẫu phi cũng không phải là chỗ dựa vững chắc. Bùi Tần tính tình đạm bạc, đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú, chỉ là một vương gia nhàn hạ. Bùi Trương là người có đầy dã tâm, mà thế lực bên mẹ khổng lồ, lại bất hòa với hoàng hậu, nên vẫn ham muốn ngôi vị hoàng đế này. Trong vài năm nay, hai thế lực tranh đấu ngày càng kịch liệt, đại thần trong triều đều đã nhao nhao gia nhập đội ngũ mà khang hoa quận chúa gả nhan thế tịnh cho thái tử, cũng bất quá là đứng về phía thái tử. Mặt khác, cửu hiền vương mặc dù 6 năm trước từng có hôn sự, nhưng nhà gái vẫn chưa gả thì đã mất, sau đó hắn vẫn không hề cưới ai, nói là trong lòng bi thương, như vậy cũng có thể thấy là một người trọng tình nghĩa. Nói đến đây, trên mặt nhan chính lộ ra vẻ ngượng ngùng, lại nghĩ đến bản thân vong ân phụ nghĩa. Nhan thế ninh nghe xong lời này, khóe miệng rút gân. Trong lòng bi thương, trọng tình nghĩa, mới là lạ, thời điểm 6 năm trước hắn đến tuyên Thành, trước mặt người khác là một bộ dạng đau thương sầu muộn, sau lưng người khác lại hất lên một vẻ mặt đáng đánh đòn ra sức khi dễ nàng, đầy đoạn nàng a. À. Oa, wow, chuyện xưa nghĩ lại thực đau đớn lòng a. À. Nhân phẩm tướng mạo cửu hiền vương đều rất tốt, hắn cũng cam đoan, con gà cho hắn nhất định sẽ không bị ủy khuất thế ninh, ý của ngươi thế nào? Thấy mình nói nhiều như vậy, nữ nhi thủy trung cũng không hề có phản ứng nhan chính hỏi sẽ không ủy khuất chỉ sợ hắn sẽ chỉnh cho tới chết huống chi nhàn thế ninh ngẩng đầu liếc nhìn cha mình trong lòng cười lạnh ông tán dương hắn cả nửa buổi cũng đã gõ thước tay rồi bây giờ còn tới hỏi ý kiến ta làm gì ví với người chủ trì đã đưa ra quyết định nhưng rất nhanh nhàn thế ninh liền gật đầu ôn nhu nói cha làm chủ cũng được mặc dù nàng hơi ghét thằng nhãi bùi cần này nhưng nàng cũng là người hiểu được thực tế nếu hắn đã tới tổ hôn chỉ sợ là cửa thân hôn này không thể cự tuyệt hơn nữa mặc dù nhan thế ninh không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói gả cho bồi tần là con đường không thể tốt hơn vừa không mất đi thân phận vừa không cuốn vào thị phi vừa thỏa mãn được yêu cầu của mẹ lúc đặt tên cho nàng chỉ mong ngươi cơm áo không lo một đời bình an thế thì cứ quyết định như vậy đi còn về cuộc sống sau này cùng lắm là đấu trí Đấu dũng, đấu tâm cơ, so với vẻ dối trá, so với da mặt dày, so với ai khác thì hắn thật là ghê tởm chết đi. Nhà trai cầu hôn, nhà gái bằng lòng, lão hoàng đế lại động ngón chân hạ chỉ ban hôn, vì vậy cửa thân hôn này liền quyết định như thế. Sau đó lại xem ngày lành tháng tốt, phát hiện ra có có cả hai ngày lành trong năm nay, một là đầu tháng 8, một là phải chờ tới 3 tháng sau. Lão hoàng đế cầm hai tờ giấy ghi ngày hỏi bùi tuần. Bùi Cần lại ôn hòa kính tuần nói, vậy thì đầu tháng 8 đi, 3 tháng sau cũng sắp qua năm mới rồi, đến lúc đó cũng sắp tới ngày đại hỷ của thập đệ, chỉ sợ ảnh hưởng đến hắn. Mặt khác, tuyến đường phía nam gần đây chiến sự căng thẳng, quốc khố có hơi giảm sút, hôn sự của nhi thần đơn giản một chút là được. Lão hoàng đế nghe hắn nói khiêm tốn nhã nhận có hiểu biết như vậy thì liên tục gật đầu, trong bốn nhi tử, mặc dù không có tình cảm gì với hắn, nhưng hắn cũng là một người khiến người ta bớt lo mà lúc bùi cần đi ra cửa, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nham hiểm, hắn đã không đợi được đến ngày chiêu chọc hành hạ tiểu sư sử rồi. Hợp bát tự, định ngày lành tháng tốt, đặt sính lễ, may xiêm y, chuẩn bị của hồi môn, mỗi một chuyện đều làm từ trên xuống dưới, thoáng cái đã đến mùng 5 tháng 8. Thu đã tới, thời tiết nắng nóng chưa tiêu tan, nhan thế ninh mặc áo rộng cổ nằm trên giường, lòng băn khoăn. Ngày mai đã xuất giá rồi, làm sao cũng cảm thấy hoang đường, chỉ có người kia nhất định là rất đắc ý. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu nàng lại hiện ra khuôn mặt ôn hòa lại vô sỉ kia. Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, vì sao ngươi cứ cố tình châm chọc ta a? Từ 6 tuổi tới 18 tuổi, mỗi lần gặp ngươi cũng chưa từng có việc gì tốt. Nghĩ lại vài lần gặp mặt trong 10 năm này, nhàn thế ninh cảm thấy mình chính là một con chuột đáng thương, bị con mèo xào quyệt bùi cần bắt được, cũng không ăn tươi nuốt sống một lần, chỉ luôn luôn dùng móng vuốt cào cào, đùa bỡn, thực là tức chết người đi được. Nhưng may mắn là, nàng cũng không còn là Nhan Thế Ninh của 12 năm trước rồi. Bỗng nhiên Nhan Thế Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, dựa vào tính tình của Bùi tần, trong một tháng này cũng không nên yên tĩnh như vậy, bọn họ có hôn ước, lui tới cũng không cần phải chú ý nhiều như vậy, thế thì dù sao hắn vẫn nên nghĩ cách tìm nàng Tiêu Khiển chứ, thế nào mà cả một tin tức cũng không có thậm chí chỉ lộ mặt vào cái ngày đặt xính lễ, còn lại một lần cũng chưa từng đặt chân tới tướng phủ. Rốt cuộc là thằng nhãi này đang làm cái quỷ gì a? À? Nhan Thế Ninh đang khó hiểu, đột nhiên nghe được cửa sổ có tiếng rất nhỏ, quay đầu nhìn chỉ thấy một người trèo cửa sổ đi vào. Chương 4, lầm bộ ngực sữa thành eo thon. Bên trong tối như bưng, bỗng nhiên Nhan Thế Ninh thấy một người xuất hiện, sợ đến mức ngồi dậy, sắc mặt đại biến. Kẻ trộm hái hoa tặc bao nhiêu suy đoán ảo ảo hiện lên mắt thấy hắn đã sắp vào được nhàn thế ninh bất chấp tất cả thuận tay cô lấy cái gối quăng tới sau đó ba âm thanh liên tục truyền tới bịch người nọ tránh không kịp bị gối đập vào đầu ai nha đầu người nọ bị đập phía sau cửa trọng tâm vừa mất từ cửa sổ rất xuống phịch người nọ rất xuống đất nhàn thế ninh biết rõ không thể ở chỗ hai mẹ con nhà kia nên sau khi vào tướng phủ đã chọn một tiểu lâu yên tĩnh sống. Mà té xuống từ trên lầu như vậy, nhan thế ninh nhích miệng, vội vàng chạy tới cửa sổ nhìn xem người nọ sống hay chết. Dưới lầu là con đường nhỏ lát đá xanh, người nọ đã đứng lên, nhưng cũng không đi, chỉ nhỏ giọng hô cái gì đó, nhan thế ninh đang muốn nghe kỹ hơn. Lại thấy nha hoàn bên ngoài nghe được tiếng động nên đã tỉnh. Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Mà lúc này, Rốt cuộc nhan thế ninh cũng nghe rõ người nọ kêu cái gì, tiểu sư tử, là ta. Nhan thế ninh nhìn bộ dáng người nọ bụng cái mông, đã kinh hãi không nói nên lời. Trời à, biết ngay thằng nhãi này không yên mà. Làm sao bây giờ? Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chính là hô to, có trộm, sau đó toàn phủ sẽ điều động bắt người này lại, thế là sẽ vạch trần được bộ mặt dối trá của hắn, để cho hắn mất hết thể diện. Cái gì mà người khiêm tốn, Kỳ thực chính là một tên dâm tặc nửa đêm trèo cửa sổ. Chỉ có điều, nghĩ đến điều gì đó, Nhan Thế Ninh nhanh chóng quay ra bên ngoài nói, "Ta không sao, xuống giường uống nước, ngươi ngủ đi." Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu Nhan Thế Ninh hiện ra, cho dù thằng nhãi này bị bắt, hắn cũng nhất định bày ra một vẻ mặt chân thành ủy khuất nói, "Ngày mai là đại hôn, tâm tình quá kích động, lăn lộn khó ngủ, liền muốn gặp nàng một chút." Hành động lần này quả thật là không được. Nhưng nhớ nhung lúc này cũng khó mà khắc chế, kính xin nhan tướng tha thứ một lần. Đến lúc đó, chẳng những không thể lột bỏ được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, mà còn giúp cho hắn đạt được mỹ danh thâm tình a. Thằng nhãi này chính là gian xảo như vậy đó. Hoa Nhan Thế Ninh nghĩ đi nghĩ lại đều muốn đá cho hắn một cước. Mà người bên ngoài sau khi nghe được, lầm bầm lầm bẩm, lật người ngủ. Lời cầu nhàu này dĩ nhiên là không kiên nhẫn đối với hạ nhân bằng mặt không bằng lòng, thậm chí nói thẳng ra những lời lạnh nhạt nàng cũng đã sớm tập thành thói quen, cho nên nghe cũng cau mày lại, sau đó quay đầu nhìn dưới cửa sổ. vừa nhìn lại, thật là hết chỗ nói, chỉ thấy bùi cần đã bắt đầu treo tường, mà động tác thật sự là tương đối nhanh gọn a, à, vừa nhìn cũng biết là một kẻ phạm tội hình sự nhiều lần, kẻ phạm tội hình sự nhiều lần, mắt thấy nửa thân người hắn đã đến bệ cửa. Nhan Thế Ninh vội vàng đóng nửa cánh cửa sổ không cho hắn vào. "Huynh tới làm gì?" Nhan Thế Ninh thấp giọng hỏi. Một tay Bùi cần chống bệ cửa sổ, một tay đưa cái gối tới, cười nói, "Ngày mai đại hôn, tâm tình kích động, lăn lộn khó ngủ, liền muốn gặp nàng một chút." Nhan Thế Ninh trợn trừng mắt. Nhưng cô cũng không nên lấy cái gối đập ta Cô xem, chán ta đã sưng lên một cục rồi. Ngày mai làm sao bây giờ?" Bùi cần ủy khuất nói đáng đời nhàn thế ninh lấy gối lại nói huynh nên vui mừng vì đây là gối gỗ nếu là gối bằng các loại ngọc thạch chỉ sợ không chỉ đơn giản là một cục như vậy đâu bồi cần thấy nàng đứng giữ kín cửa sổ không cho hắn vào lại nói cô không cho ta vào ta không chịu nổi lại té xuống đến lúc đó ngã xuống nửa người dưới bị bại liệt hạnh phúc nửa đời sau của cô cũng rất mệt a à. đi chết đi nhàn thế ninh thấy hắn lại bắt đầu nói những lời vô vị muốn đóng luôn cánh cửa sổ còn lại. Lúc này, thật muốn té xuống rồi, bùi thần vội vàng vươn một tay ngăn lại, vô ý liếc một chỗ, vừa cười nói cô không có mặc yếm. Nhàn thế ninh vừa nghe lời này, ý thức được cái gì, vội cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, trong áo lót rộng mở, vòng ngực lộ hết phân nửa bởi vì trời nóng, nên ban đêm ngủ nàng luôn cởi yếm, chỉ mặc một cái áo lót rộng. Hai tay nàng vội vàng kéo chặt áo lại, bùi thần nhún người nhảy lên, đã vào trong sau đó lại lẻn lên giường nằm xuống huynh đứng lên cho ta Nhan thế ninh thấy thế chạy đến bên giường muốn kéo hắn lên bùi cần cười né tránh thoáng cái lăn người vào bên trong lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng nói đại tiểu thư cô lại làm sao vậy Nhan thế ninh lập tức im bặt không dám di chuyển mà bùi cần thấy lại còn ngồi dậy kéo eo nàng qua một tay ôm nàng vào ngực nằm xuống giường khuôn mặt cười đến mức đắc ý hả hê cô kêu nữa đi kêu nữa đi bùi cần nói xong lại thổi một hơi bên tai nàng nhàn thế ninh bị hắn ôm vốn thân thể đã hóa đá lại bị hắn ái muội thổi bên tai như vậy khuôn mặt đỏ bừng bất quá nàng thấy may mắn bây giờ đêm đen mặt đỏ hắn cũng không nhìn ra bằng không lại bị hắn cười nhạo ai ngờ nghĩ còn chưa xong một bàn tay to đã sờ lên mặt nàng a mặt nóng như vậy, không phải là xấu hổ chứ. Ánh mắt nhan thế ninh trầm xuống, nắm tay hắn cắn xuống. Hoa đau đau, bùi cẩn đau đến mức hít vào, thấy tính ngang bướng của nàng lại nổi lên, sẽ không nhả ra, nhanh chóng duỗi tay bóp chỗ thịt mềm trên eo nàng. Đó là tử huyệt của nàng ha. Đáng lẽ ý định ban đầu của bùi cẩn là cấu eo nàng, nhưng nhan thế ninh vừa cắn vừa dẫy ruộng, vì vậy một người không cẩn thận, tay lại để nhầm vị trí nàng béo lên lúc nào vậy, thế nào mà hông lại nhiều thịt như vậy. Mà nhan thế ninh bị bóc một cái như vậy, máu toàn thân đều đông cứng lại. Lúc này, nhà hoàn bên ngoài thấy nửa ngày vẫn không có tiếng đáp trả, ngáp muốn đẩy cửa đi vào xem xét. Bùi cần cảnh giác, nhổm người lên tháo sợi dây mảnh trướng, vì thế trong nháy mắt nha hoàn đẩy cửa đi vào, thấy mảnh trướng buông xuống kín đáo. Đại tiểu thư, cô không sao chứ? vì sao ta vẫn luôn nghe trong phòng có tiếng động a à? nhàn thế ninh đã hồi phục tinh thần nhìn bùi cần núp vào bên cạnh vô cùng hiền lành hít sâu một hơi thâm trầm nói không có việc gì ta đập con mũi đấy nói xong vung lên một trường đánh lên cánh tay bùi cần bốp âm thanh trong trẻo vang dội rất đau a à? nhà hoàn nghe vậy thấy trong phòng thực sự không có gì khác thường ngáp một cái lại xoay người ra ngoài đi ngủ thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, bùi cần thở ra một hơi, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. nhan thế ninh cười khẩy, huynh biết sợ sao? Bùi cần nghiêng người mỉm cười, đương nhiên sợ, ngộ nhỡ bị phát hiện, ngày mai bên ngoài sẽ lan truyền một tin, nói nhan ra đại tiểu thư cô đơn khó nhịn nửa đêm vụng trộm với nam nhân thì làm sao tốt đây? Nhàn thế ninh hung hăng trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại nói huynh còn không đi. Đi, đương nhiên phải đi, nói xong, bùi cần đứng dậy, cởi giày, lại sóc chăn nằm xuống, chỉ có điều phải đến sáng mai đã. Nhàn thế ninh nghe vậy bỗng chốc ngồi dậy, thấy hắn thản nhiên nhắm mắt ngủ, tức đến mức bể phổi. Bất quá rất nhanh nàng lại điều hòa hơi thở, viên thuốc cao bôi trên da chó chỉ sợ là dính ở đây rồi, đuổi cũng không đi, chẳng bằng thuận theo hắn, dù sao nàng cũng không tin, thằng nhãi này thật là có thể ngủ ở đây một đêm. Nghĩ như vậy, cũng tiếp tục nằm xuống, chỉ là cách chỗ viên thuốc cao kia rất xa. Lại nói, tại sao cô không đào hôn? Ta đến trễ như vậy, thật ra chính là muốn xem cô có lén chạy trốn hay không. Sau một lúc lâu, bùi cần di chuyển người tới gần cười nói. Nhàn thế ninh nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc, hắn tới vì chuyện này. Nghĩ đến lời nói trong miệng thằng nhãi này 10 câu có đến 9 câu là giả, liền nói đa tả cửu vương ra nhắc nhở. Vậy xem ra thật sự là ta đi không được rồi. Bùi Cần nói xong, dứt khoát cởi áo ngoài, một bộ dạng muốn ngủ luôn ở đây, dù sao tối mai đã bắt đầu ngủ chung rồi, đêm nay coi như là tích lũy kinh nghiệm, hi hi. Nhan Thế Ninh tức nghẹn, vốn cho rằng hắn còn muốn động tay động chân như ban nãy, cho nên Nhan Thế Ninh cũng không quản nóng, ôm chăn quấn chặt lấy mình. Bùi Cần nhìn thấy rõ ràng, không khỏi nhếch mép cười, nhìn tiểu sư tử bạo dạn như vậy, trong lòng lại rất khẩn trương. Ha ha đùa rất vui. tiểu sư tử, cô thực sự bằng lòng gả cho ta sao? bùi cần thấy cả buổi nàng cũng không nói lời nào, lại mở miệng nói. mà lúc hắn nói lời này, mặc dù âm thanh nhẹ nhàng như chiêu chọc, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, chỉ là bị đêm tối che giấu, khiến cho người ta nhìn không ra. nhàn thế ninh mở mắt ra, nhìn hắn một chút, ban đầu định nói tôi có thể nói không sao, nhưng lời chưa đến miệng lại cảm thấy chuyện cho tới bây giờ nói lời này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ làm hắn càng đắc ý hơn, ngược lại cười ôn nhu nói, có thể gả cho vương gia là may mắn ba đời của ta a. À? a, à, hóa ra là cô nghĩ như vậy. Bùi Cần nhíu mày. Nhan Thế Ninh tiếp tục mỉm cười, đương nhiên, thân phận vương gia cao quý, tướng mạo có khi phách, văn võ song toàn, lại tao nhã lễ độ, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn gả cho ngài. Tôi là người hèn mọn, lại không có tài cán gì, gả cho ngài thật sự là tổ tiên tích đức tất nhiên vô cùng cảm kích nhàn thế ninh nói những lời này rất lưu loát vẻ mặt kia giọng điệu kia lại càng cực kỳ chân thành bùi cần nghe xong không khỏi bật cười đây là cô trợn mắt nói dối đó cũng là học của ngài nhàn thế ninh tiếp tục cười như gió xuân rốt cuộc bùi cần cũng không nhịn được cúi đầu bật cười sau khi vất vả nhịn xuống lại nghiêm mặt nói hóa ra cô lại muốn gả cho ta đáng tiếc bất đắc dĩ ta mới cưới cô nhàn thế ninh liếc xéo có ý gì chẳng lẽ không phải hắn chạy tới cầu thân bồi cần nhìn nàng nhịn cười chỉ thời dài bi thương nói cô cũng biết thái tử muốn thành thân cùng muội muội cô cô là người tỉ tỉ ngáng chân đúng là vật hy sinh vốn dĩ cô cũng bị tùy tiện gả cho một người nào đó chẳng quan hệ gì tới ta nhưng ai biết ta lại đứt gân não cố tình vào thời điểm này từ nam cương trở về Nhìn bọn họ phiền muộn, ta nghĩ không tốt, chỉ sợ việc này cuối cùng gì cũng rơi lên đầu ta, ta cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Kết quả, ta đã thực sự làm vật hy sinh. Cô nghĩ đi, cô tốt xấu gì cũng là nữ nhi của thừa tướng, tương lai muội muội cũng là thái tử phi, hôn sự này dĩ nhiên là nên ở cấp cao không nên ở cấp thấp. Trước khi ta trở về, trong kinh không có ai thích hợp, chỉ có thể chọn ở phía dưới, mà ta đã trở về, sẽ không giống như thế nữa. Cô không thấy ánh mắt bọn họ nhìn ta a, à, một vương gia không quyền không thế, một nữ nhi không quyền không thế của thừa tướng, thật là trời đất tạo nên một đôi a. À. Nói đến đây, bùi cần lại nặng nề thở dài, cho nên cứ như vậy ta bất đắc dĩ bị buộc đến cưới cô. Nói xong, không hề chớp mắt nhìn Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh cũng nhìn hắn, từng chữ từng câu rõ ràng rơi vào trong tai nàng, nện vào lòng, làm người ta khó chịu. Nàng cũng biết nàng gả cho ai cũng mặc kệ. Đối phương có lẽ cũng không tình nguyện, cũng không ngờ có một ngày hoàn toàn bị nói ra trước mặt như vậy, lại là cái tên gia hỏa này. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại khẽ cười nói, vậy cũng thật là khó xử cho vương gia rồi. Nói xong, xoay người nhắm mắt lại. Mặc kệ ngươi. Nhưng Bùi Cẩn thấy thế cũng bực bội lên, hắn vốn cho rằng nghe xong những lời này, tiểu sư tử có thể nổi trận lôi đình giống như lúc trước sau đó bay lên đạp cho hắn một cước. Hắn nghĩ ra những lời giống như thật này cũng chỉ muốn chọc giận nàng thôi, có trời mới biết nhìn nàng cười giả dối như vậy hắn khó chịu biết bao nhiêu. Nhưng ai biết phản ứng bình thản kia lại là tức giận. "Ai, mau mau tới dỗ dành đi, chỉ hy vọng còn dễ dụ giống lúc trước." "Ai nha, ta chỉ cho cô chơi thôi, cô đừng tưởng thật nha. Ta nghe được tin tức về thái tử và muội muội cô, nghĩ đến cô cũng sắp bị gả đi nên mới vội vàng từ Nam Cương trở về." cô không biết mễ lão đầu ở nam cương thấy ta bỏ đi liền sống chết ngăn cản ta không tha thậm chí còn ôm chăn gối đến chỗ ta ở sợ ta lén lúc chuồn đi nửa đêm ta trèo tường chạy đi a à. vùng roi thúc ngựa một khắc cũng không dừng tiểu sư tử của ta làm sao có thể gả cho người khác đây có trời mới biết ta chờ cô trưởng thành đã nhiều năm rồi nghe câu cuối cùng nhàn thế ninh đen mặt quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói huynh không nói dối sẽ chết sao những lời tương tự nàng đã nghe rất nhiều lần rồi trước kia mỗi lần gặp mặt hắn đều dùng những lời ngon ngọt này chiêu gẹo nàng nếu muốn nàng dễ dàng tin như lần đầu vậy nàng cũng thật sự là thái bạch ngu mốc rồi à bồi cần nghe lời này sờ sờ cầm phải ha những lời này dường như ta đã nói qua lần sau phải suy nghĩ những tiết mục mới mẻ hơn đi chết đi cuối cùng nhan thế ninh cũng không nhịn được nữa bay lên một cước đá tới bùi cần tránh được cực nhanh lại ôm lấy đùi lôi nàng vào lòng híp mắt cười nói đúng rồi thế này mới giống cô thấy nàng vẫn còn thờ hồn hền vội hỏi về sau ta nói thật với cô không được sao nhàn thế ninh bày ra vẻ mặt không tin bùi cần nhìn lướt qua ngực nàng nói ví dụ như vừa rồi ta chạm vào ngực cô đi hắc hắc cảm thấy so với hồi nhỏ không lớn hơn bao nhiêu nha Qua nhàn thế ninh khóc không ra nước mắt ai tới giết hắn đi a à? chương 5, nương tử tắm rửa ngủ đi. Khi thanh la trên đường gõ canh hai thì nhan thế ninh nhìn nam nhân bên cạnh đã ngủ say xưa, chọc cũng không động, rốt cuộc cũng không chống đỡ được cơn mệt mỏi, kéo chăn ngủ. Chiêng cồng. Cảm giác được tiếng hít thở đều đều của nàng, bùi tuần lại mở mắt ra. Hắn gión rén rời khỏi giường, đi tới bàn bên cạnh. Trên bàn có một cái lư hương, cỏ thơm đã cháy hết, mùi hương vẫn còn. Nhàn nhạt, mơ hồ, rất dễ chịu, nhưng bùi cần nắm cho tàn, mặt lại trầm như nước. Lần trước gặp nhan thế ninh trong cung, hắn đã ngửi được mùi hương này trên người nàng, lúc đó chỉ cảm thấy rất quen thuộc, vẫn không suy nghĩ nhiều, mà vừa rồi, khi hắn ngửi được, đột nhiên nghĩ đến nguyên do quen thuộc này. Chỉ là sợ suy đoán sai khiến nhan thế ninh phải lo lắng, nên hắn vẫn im lặng. Bùi cần ngửi cho hương, xác nhận giống với mùi hương năm đó, tay nắm chặt thành quyền. Đây chính là hương của chân quý phi dùng năm đó. Tuy bùi cần là do cung nữ sinh, nhưng lúc sinh hắn ra thì bị băng huyết mà chết. Lúc đó chân quý phi vào cung nhiều năm vẫn chưa có thai, thấy hắn không nơi nương tựa, liền xin thánh chỉ thu dưỡng. Mặc dù tính tình chân quý phi dịu dàng hiền thục, thân thể lại cực kỳ khỏe mạnh, gần 30 tuổi lại mang thai. Chỉ là không nghĩ tới bảo thai mỗi ngày một lớn, thân thể chân quý phi lại mỗi ngày một suy yếu. Thái y trong cung nhiều lần khám chữa bệnh đều không có kết quả, vì thế truyền thuyết cắn mẫu thai liền được lưu truyền trong cung. Cắn mẫu thai, lệ hồn truyền thế, đoạt mệnh của người mẹ, làm hại người thân. Lúc ấy, những lời này truyền khắp các góc nhỏ trong cung. Mà giống như nghiệm chứng những lời này, lúc bào thai 4 tháng, chân quý phi dầu hết đèn tắt, đi đời nhà ma. Việc này đã qua vài chục năm, nhưng một màn trước khi chân quý phi chết thủy chung vẫn hiện ra trước mắt bà cầm lấy lư hương từng chữ từng chữ khóc ra máu nói là có người hại ta thật sự là có người hại bà ấy sau chân quý phi bùi cần cũng lâm bệnh nặng mà lúc một thái y trẻ tuổi mới vào cung khám chữa bệnh cho hắn người được trong không khí có mùi hương còn sót lại hắn lẩm bẩm hương có vấn đề nhưng đợi đến khi bùi cần bình phục muốn hỏi rõ ràng lại bị cho hay trong nhà vị thái y này có việc, đã từ quan. Lúc đó Bùi Cần đã giấu cho Hương đi, còn chạy đến thái y viện học y thuật, vì có thể xét kỹ xem trong này đến tột cùng là Hương gì. Nhưng không đợi đến lúc hắn tra rõ, cho Hương kia đã không cánh mà bay. Về phần hương thơm này rốt cuộc đến từ phương nào, sau khi điều tra, cũng không ai biết kết quả. Vì thế việc Trần Quý Phi chết hoàn toàn chưa thể giải quyết. Nhưng không ngờ, qua 12 năm, mùi hương này lại xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện ở phủ thừa tướng, xuất hiện trong phòng nhan thế ninh. Vậy thì, là ai muốn hại nàng? Bùi cần hiếp mắt, nghĩ đến khuôn mặt không chút biểu cảm, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng của cô mẫu khang hoa quận chúa. Nhưng bà ấy và hoàng hậu rất tốt ha. Hiện tại xem ra không tốt, nhan thế ninh vẫn còn vui vẻ, có lẽ tạm thời vẫn không có nhiều trở ngại. Tim bùi cần không khỏi đập liên hồi, may mắn là hắn trở về sớm thầm nghĩ một lát, bùi cần lại giấu cho hương này đi, đến lúc đó sẽ tìm người hỏi. Nhưng tìm một vòng, cũng không tìm ra thứ gì có thể chứa được, cuối cùng tầm mắt dừng trên cái yếm của nhan thế ninh. Hì hì, mượn dùng một chút ha. Đợi đến khi lấy xong cho hương, bùi cần tính rời đi, đang muốn nhảy ra cửa sổ, nhớ đến lý do lần này đến đây, vội vàng vỗ đầu nói thiếu chút nữa quên mất chính sự. Nói xong, lại đến bên giường, móc ra miếng ngọc bội, cẩn thận đặt trong tay Nhan Thế Ninh. Đây là cái ta có được lúc đánh cược cùng lão đại ở Nam Cương, vốn cho rằng chỉ là một khối đá vỡ, không ngờ lại là ngọc hiếm có, ban đầu định mang về bán lấy tiền, nhưng nghĩ lại, ngoại trừ những cái trong chóng che diều giấy kia ta cũng chưa chính thức tặng cho cô thứ gì, cứ xem như đây là tín vật định tình đi. Hi hi, dạo gần đây ra sức gọt rũa đồ chơi này, tới hôm nay mới xong, tay nghề không tốt, xin hãy tha lỗi. Nói xong, Bùi Tuần nhẹ xoa đầu Nhan Thế Ninh, rồi lưu loát gọn gàng nhảy ra cửa sổ rời đi. Lúc này đã là canh ba, phải nhanh chóng làm việc vui rồi. Nhan Thế Ninh từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng mơ về năm sáu tuổi, lần đầu tiên gặp mặt tên Bùi Tuần kia. Khi đó nghe nói trong cung xảy ra chuyện lớn, một vị quý phi mang thai bốn tháng mất, Bùi Tuần là con nuôi của vị quý phi này, tình cảm tương đối sâu đậm nên cực kỳ bi thương. Lúc đó ân sư của Bùi Cần đúng lúc cáo lão hồi hương, thấy hắn vẫn chưa gượng dậy nổi, liền muốn mang hắn xuất cung để xoa dịu tâm tình. Lão hoàng đế thấy nhi tử này cả ngày ủ rũ, rất phiền lòng nên cũng đồng ý. Mà vị ân sư này a, à, vừa khéo lại là nhân sĩ tuyên thành, càng khéo hơn là nhà của tổ sư hắn lại ở bên cạnh tiểu viện mẹ con Nhan Thế Ninh. Vì thế có một buổi chiều, trên đường Nhan Thế Ninh đánh nhau với người khác khải hoàn trở về, thấy bùi cần ngồi dưới ánh tà dương lúc đó nàng nhìn vị đại ca ca xinh đẹp này ngồi không hề nhúc nhích chỉ cảm thấy kỳ quái nghĩ nghĩ liền cắn ngón tay đi tới huynh đang nhìn cái gì thế nàng hỏi ta đang nhìn bánh nóng trên trời rơi xuống hắn đáp gạt người trên trời chỉ rơi xuống cất chim thôi nàng rất khinh thường ta không lừa muội ban nãy ta đã đợi được một cái muội xem đây này hắn lấy một cái bánh bên cạnh vừa ăn vừa nói nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng tin, sau đó đần độn ngửa đầu nhìn trời. Muội không thể đứng ở đây, cô phải đứng xích qua bên kia, đúng đúng, là chỗ đó. Hắn chỉ huy, mà khi nàng đi đến chỗ hắn chỉ định, cảm thấy bàn chân mềm nhũn, cả người ngã xuống. Đúng, bên dưới chính là một cảm bẫy hắn đã đào sẵn để bắt thỏ rừng. Nàng bắt đầu không có tiền đồ khóc giống lên, tiếng khóc dẫn ân sư đến con đang làm gì thế? ân sư hỏi. lão sư, con vừa mới thấy một tiểu nha đầu rơi xuống hố bẫy, thấy muội ấy khóc, muốn đem bánh nóng sư nương làm cho muội ấy ăn, cũng đang nghĩ làm sao để kéo muội ấy lên. nghe hắn con nà có mỡ nói xong, lúc ấy nàng ngây ngẩn cả người. làm sao hắn có thể như vậy chứ? làm sao có thể dùng vẻ mặt thành thật nói dối chót lọt như vậy chứ? mà khi phát hiện ra nàng không thể nói rõ lý do thì càng khóc lợi hại hơn. Tên bịp bợm, đồ siêu lừa đảo, ngay lúc mình hoa hoa khóc lớn thì nhan thế ninh tỉnh giấc. Nàng nhìn ra giữa giường, thấy trống rỗng thì thở phào nhẹ nhõm, đến khi nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ, lại uể hoài nằm vật xuống giường. Trời à, nàng chẳng qua là nhảy vào một cái bẫy trong mơ, rất nhanh liền có thể bò ra được, nhưng trong hiện thực, nàng bị người kia kéo vào một cái bẫy khổng lồ, là chuyện cả một đời a, à. Chết cũng không thể trốn thoát ra. À con mẹ nó không gượng dậy nổi, con mẹ nó buồn muốn chết. Nhàn thế ninh nghĩ tới lời đồn lúc đó, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì sau ba phen mấy bận tiếp xúc với thằng nhãi này, nàng được biết trong cung có người muốn hại hắn, nên tìm cớ dẫn hắn ra ngoài. Thằng nhãi này là là người giỏi diễn kịch, lại diễn mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa miệng lại đầy những lời nói dối lừa chết người không đền mạng. Nhưng làm sao hắn có thể lừa gạt mọi người a à? làm sao có thể lừa ra một cái hiền danh lương thiện kính cẩn như vậy a à? chẳng lẽ mọi người trong thiên hạ đều bị mù rồi sao nhàn thế ninh cực kỳ phát điên muốn đập nát giường mà khi tay nàng đụng tới một vật cứng nào đó giật mình chuyển lực chú ý đây là một miếng ngọc hoàn mỹ lớn bằng nửa bàn tay sờ sờ mặt sau nhẵn bóng lật qua liền nhìn thấy nhàn thế ninh hộc máu phía trên lại là tiểu sư tử sư tử cũng là sư tử tại sao còn xù lông a à? không cần nghĩ cũng biết thứ này của ai mà một lát sau khi nàng lật qua lật lại thủy trung vẫn tìm không ra cái yếm thật sự đã xù lông huynh không có việc gì tại sao lại lấy cái yếm của ta mặc dù bùi cần và lão hoàng đế đã nói toàn bộ đều nên giản lược nhưng cuối cùng hoàng thất cưới con dâu lễ thành thân vẫn cực kỳ long trọng đường ngang ngõ tắt vây đầy người đều nói tạo hóa gây dựng là chủ đề câu chuyện trong mắt dân chúng bình thường, cửu hiền vương là người ôn văn nho nhã, tồn tại như trăng như gió, giờ lại cưới đại tiểu thư đoan trang hòa nhã của tướng phủ, thật sự là không gì thích hợp hơn. Mà trong mắt những người hơi hiểu biết, tạo hóa gây dựng, này lại có hàm nghĩa khác đều là người không được sủng ái, duyên phận kết hợp như vậy cũng là xứng đôi. Vốn bọn hắn còn lo lắng cửu hiền viên lần nữa không thành thân là có toan tính khác, hiện tại thấy hắn cưới một nữ tử không quyền thế, lại yên lòng quả nhiên cửu hiền vương không mảng đến ngôi vị hoàng đế đương nhiên khi có vài người thấy một cục u trên trán cửu hiền vương thì không khỏi nghi hoặc cửu hiền vương giải thích là biết được sắp cưới đại tiểu thư nhan ra tâm tình kích động vì vậy không chú ý đụng phải cột cửa chê cười chê cười rồi mọi người ngầm hiểu lẫn nhau còn nhan thế ninh lại bĩu môi phi dây pháo vang lên lần đầu tiên tân lang đến vang lên lần thứ hai tân lang đi, lần thứ ba vang lên, tân nương đến. Sau đó, bái thiên bái địa bái cao đường, cuối cùng đưa vào động phòng. Toàn bộ quá trình nhan thế ninh đã chết lặng, không vui, có cũng chỉ là vẻ u sầu vô hạn, đến khi được đưa vào động phòng, ngồi xuống giường, nàng lại bắt đầu khẩn trương. Người kia đang đứng bên cạnh, cũng không nói chuyện, không biết lại muốn làm cái quỷ gì. Theo lý thuyết, sau khi hắn đưa nàng vào phòng nên lăn đi tiếp khách chứ nhỉ nhàn thế ninh rất muốn vén khăn voan để xem có thể tưởng tượng được lúc này trong phòng còn có người nàng còn phải làm một bộ dáng thục nữa nên nàng nhịn bùi cần lại đang tự hỏi một vấn đề vén khăn voan là phải đợi sau khi trở về mà hiện tại hắn đã muốn nhìn vậy phải làm sao a à, có ai cha có gì rơi kìa bùi cần hô to khom lưng xuống thế là lúc nhặt thứ gì đó hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhếch miệng cười khi đứng lên, lại ghé vào bên tai nàng nói nhỏ, chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại. Nhàn thế ninh nhìn hắn trương ra khuôn mặt tươi cười vì âm mưu thực hiện được, áp chế kích động dơ lên một cước. Bùi cẩn bên này đạt được ước nguyện nhìn mặt tân nương, vui vẻ tiêu sái ra cửa. Chập chập, hôm nay tiểu sư tử thật xinh đẹp. Bùi cần vừa đi, cả phòng đều im lặng. Nhàn thế ninh sốc khăn voan, thở hắt ra, ngửa người nằm vật xuống giường. Nha, cái gì đụng vào người thế này? Vừa nhìn, bao nhiêu là đậu phộng táo đỏ. Nhàn thế ninh nằm buồn thiêu, gầy đậu phộng ăn, phi, sống. Sau khi phun ra lại bắt đầu ăn táo đỏ. Mà như bùi cần đã nói, nhàn thế ninh cảm thấy nàng chỉ mới chợp mắt một lát, hắn đã trở lại rồi. Nhàn thế ninh vội phủ khăn voan lên, ngồi thẳng dậy. Các người đừng đỡ ta, làm sao ta có thể say. Ha ha, vương đại nhân nói đùa. A, à, không phải là vương đại nhân, chắc chắn ngươi là Lý đại nhân. Không phải, vậy rốt cuộc ngươi là ai? A, à, là Thất ca hả? A à, ha ha, có lẽ ta đã say rồi. Tử lượng không cao lắm, Thất ca thông cảm a. À. Khó có được chuyện vui như hôm nay, thật sự rất cao hứng nên uống quá chén, không cần đỡ, ta có thể tự đi, các ngươi tiếp tục uống a. À. Ha ha, ta xin cáo từ trước. Ặc, à, cửa ở đâu vậy? A, à, đây hả? không phải, bậc cửa sao lại cao như vậy? Vương gia, đó là cửa sổ, ngài không thể đi vào. Phốc, nhàn thế ninh nghe tiếng nói bên ngoài, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Thằng nhãi này leo cửa sổ đến nghiện rồi. à, không đúng, tự lượng thằng nhãi này rất tốt, năm đó quét sạch một vò rượu mà vẫn bình yên vô sự. Hắn không có sức uống mới là lạ. Lại bắt đầu ngủy trang rồi. Quả nhiên, đến khi bùi cần lào đảo đầy cửa ra, ngăn mọi người ngoài cửa, sau khi cài then, vẻ say rượu phút chốc bay biến, hai mắt tỏa sáng, chạy đến bên giường, cợt nhả nói, nương tử, đợi lâu không? Nói xong, vươn tay sốc khăn voan. Dưới nến đỏ, nhàn thế ninh mặt phấn môi hồng, mắt như nước mùa thu, bùi cần nhìn đến ngây dại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhàn thế ninh bị nhìn chồng chọc nổi giận, huynh nhìn cái gì? Bùi cần vươn tay, chạm vào môi nàng. Ngón tay ấm áp, trong nháy mắt chạm lên môi, lòng nhan thế ninh bỗng nhiên cứng lại. ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên thâm thúy, làm người ta hoang mang. Chống ngực nhan thế ninh tăng nhanh. Ai ngờ bùi cần lại cười rộ lên, nhìn cô khẩn trương kìa, ta chỉ thấy trên miệng cô có cái gì thôi. Nhan thế ninh vừa nhìn, trên ngón tay hắn, rõ ràng là một mảnh vỏ táo. Trời à, hù chết ta dường như vừa rồi có người suy nghĩ nhiều thì phải bùi cần nói xong ngồi xuống tháo giày bất quá nghĩ nhiều cũng không sao dù gì đó cũng là chuyện sớm muộn đến đây đi nương tử chúng ta mau làm chính sự đi chính sự cái gì nhàn thế ninh bắt đầu khẩn trương cô nói đi bùi cần bắt đầu cởi quần áo nhàn thế ninh nghĩ đến bốn chữ động phòng hoa trúc bùi cần nhìn nàng khẩn trương như vậy cuối cùng không nhịn được cười ha ha còn có thể có chính sự gì đương nhiên là tắm rửa đi ngủ a à? một lát sau huynh nhẹ một chút có điểm tựa không phải càng thoải mái hơn sao đau quá những người dán tai ngoài cửa sổ nghe loại âm thanh đó tất cả đều nở nụ cười bị ổi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn